cầu thủ các tiểu vương quốc đồng nhất. Pha phá bóng của Thành Trung. Và bằng giả bắt bóng rất dũng cảm của Bùi Tiến Dũng. Một tình huống băng ra xử lý rất quyết đoán của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Và tiền đạo Alameri của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã có động tác kê người và khiến cho Bùi Tiến Dũng đã phải tiếp mặt cỏ bằng lưng. Rất đáng khen cho những tình huống